Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ông ngoại, sao ông lại tới vậy? Tao có nghe qua sự việc rồi, có người xui lại kết quả của cháu phải không? Dạ. Ngoại trừ bản ghi âm còn có bằng chứng gì không? Còn có bài thi và video giám thị của cố mang đều là bằng chứng. Ta sẽ gửi những bằng chứng này đến hội trưởng đảo và truyền thông. Nếu chuyện này mà không xử lý, cũng có nghĩa là đang chống lại Bạch Gia. Các người dám! Lãnh trưởng đảo đã lợi dụng quyền hạn của mình để thay đổi điểm số của cháu gái tôi, còn muốn sử dụng cục an ninh. Còn không phải là vì thế cháu ngoại của tôi không nơi nương tựa nên bắt nạt sao? Thật ra đi đều là hiểu lầm. Lần này là lãnh trưởng lão quá sốt ruột nên đã đắc tội ngài. Nhưng nếu video giám sát và bản ghi âm được gửi chết tới cho truyền thông thì phía bị tổn hại danh tiếng chính là toàn bộ hội y học của cục Cảnh Châu và trung tâm học thuật. Tại sao cái này có liên quan gì đến tôi? Chúng tôi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề này. Bên phía trung tâm học thuật sẽ đưa ra thông báo nói rằng điểm thấp là do lỗi của nhân viên thống kê. Như vậy thì danh tiếng của Kinh Đại và cả cô nữa cũng sẽ không bị thiệt hại. Đến lúc đó để lãnh trưởng lão đến xin lỗi cô một tiếng. Nếu cô và giáo sư Dương có đưa ra yêu cầu gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho hai người. Chuyện này dừng ở đây được chưa? Dừng ở đây sao? Thật ngại quá, ông nói hơi muộn. Ý cô là sao? Tôi mới vừa gửi video và ghi âm cho giới truyền thông các nước. À, cả giới truyền thông ở cục Cảnh Châu cũng đã gửi luôn rồi. Đánh tàn làm xả kết quả học thuật, nóng. Chợt, nhiều nơi như vậy rồi mà lãnh tàn cũng không có chút tiến bộ nào vậy ta. Cho dù có bị tác động mạch não 10 năm cũng không có ai đi làm mấy cái chuyện ngu ngốc như thế này cả. Trời mẹ, cái này gọi là trình độ chuyên môn quốc tế đây hả? Trời ơi, thứ cũng biết xấu hổ. Học thần lại lập kỷ lục điểm tuyệt đối. Đại lão luôn bị người ta ganh ghét. Lãnh toàn mau cút ra đây xin lỗi đi. Chút đẳng cấp này mà cũng đòi tính kế chị ái tôi sao? Lãnh toàn muốn về quê làm vườn rồi đây mà. Trời mẹ. Lãnh toàn cút ra đây xin lỗi đi. Cuộc thi cao cấp nhất, quyền uy nhất giới y học không ngờ lại là tùy tiện như vậy. Chúng tôi còn một lời giải thích ngay lập tức. Nếu sau lưng mà còn bị thao túng như vậy, ai có thể nói liệu kết quả là đúng hay sai? Có phải cục Cảnh Châu muốn cho trường nào đứng nhất thì cho đúng không? Lãnh trưởng lão, các đội đều bắt đầu mất kiểm soát rồi. Chúng ta cần phải cho bọn họ một lời giải thích. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Hy vọng lãnh trưởng lão nhanh chóng cho chúng tôi một lời giải thích. PK không? Được. Victory, anh muốn biết gì cứ hỏi đi. Em không muốn ép em. Mẹ em là người họ Bạch, giữa ba em và nhà họ Cố rốt cuộc sao lại như thế này thì em vẫn còn chưa tra ra được. Thông tin của em ở cục Cảnh Châu cũng rất ít. Mấy năm nay Giang Tại luôn giúp em điều tra mà không có kết quả gì. Người của cục Cảnh Châu đều rất kỵ em sao? Đúng vậy, bởi vì em không muốn sống và ai cũng đều sợ sự không muốn sống này của em. Anh rất quan tâm đến cái mạng của em, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Cố Mang, em đồng ý kể chuyện quá khứ cho anh nghe chứ? Như cài đã nói với anh và người thân của mình chỉ một người được sống, hoặc là anh chết hoặc là người kia chết. Anh sẽ chọn thế nào? Nhà Cố và hội trưởng lão đều chọn em bởi vì họ không muốn đợi. Ngay khi Cố Tứ vừa được sinh ra, hội trưởng lão đã đưa em ấy đi. Em và em ấy mấy tháng mới gặp nhau một lần. Khi em ấy được một tuổi, mọi người phát hiện em ấy rất tài năng và đặc biệt là rất nhạy cảm với những con số. Đặc biệt giống như em vậy. Hội trưởng lão lợi dụng lúc em đang phong bế để tập luyện đã đưa Cố Tứ đến căn cứ nghiên cứu 102 để cho lãnh toàn làm phẫu thuật thí nghiệm trên cơ thể sống. Nhà họ Bạch đã hy sinh ba nhóm người và chết thảm dưới tay của hội trưởng lão trước khi truyền tin này cho tôi. Cô Cố mời đi cứu tiểu thiếu gia đi. Cố Tứ. Sau đó em không thể nào nhớ được. Sao mà mình lại tìm đến được nơi đó nữa? Chỉ nhớ là ngày đó trên người em dính rất nhiều máu. Không cần nói thêm gì nữa. Cô ấy nói ai cũng sợ cô ấy chết. Nhưng vậy có thể tưởng ra ngày hôm đó cô ấy đã mất kiểm soát như thế nào. Cho tới thời điểm này, việc tôi tiếp cận với thế lực của Lục Sa đều là có mục đích. Năm 7 tuổi tôi chọn trường trung học Thanh Thủy vì tôi biết Lục Thượng Cẩm đang ở trong ngôi trường đó.
Sau đó mượn tay Lục Thừa cẩm đưa Cố Tứ đến Thú Danh. Đây là con đường của Cố Tứ đi đến Bò Cặp Đỏ. Sau đó tôi thấy Lục Thừa Châu có vẻ khá quan tâm đến tôi, nên cứ mặc kệ vì anh ấy xuất hiện bên cạnh tôi. Chỉ có điều sự phát triển của mọi chuyện hơi nằm ngoài kiểm soát của tôi mà thôi. Khả năng là đầu óc u mê vì sắc đẹp rồi. Tòa nhà ban trị sự của Cục Cảnh Châu. Bây giờ xử lý như thế nào đây? Quá mất mặt đối với càng toàn có mạng. Cục Cảnh Châu đã sai khi nào phạm phải sai lầm này chưa? Đã luôn nói với các người là đừng có chọc quấy rồi. Ai phạm phải điều ngu xuẩn đó thì tự mình gánh bác trách nhiệm. Đi công khai xin lỗi cô Cố và Kinh Đại đi. Thừa nhận chính mình đã sửa lại kết quả. Tổng trưởng lão, tôi không thể xin lỗi. Làm như vậy tôi sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Có phải là giọng của Lãnh Vân trong đoạn ghi âm không? Hay là đem cô ta lên làm vật tế để cô lấy danh dự của cô đi? Thật tốt quá, cảm ơn tổng trưởng lão. Tự tìm đường chết rồi. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã bóp méo kết quả. Tôi xin lỗi đội thi của Kinh Đại và rất xin lỗi bạn học Cố Mang. Giờ trước đây tôi và lãnh trưởng đã có xảy ra chút mâu thuẫn, cho nên lần này tôi cố ý muốn trả thù cô ấy, cho nên mới giả giọng cô ấy mà xuất hiện trong đài ghi âm kia. Tôi biết ngay mà, lãnh trưởng đã không phải là người như vậy mà. Bà ấy thành công như vậy tại sao lại nhắm vào một người không bằng bà ấy về mọi mặt như Cố Mang để làm gì? Đúng vậy, nhìn thấy là tôi biết có một sự vu oan hãm hại ở đây rồi. Nào giờ trong giới y học gần như không có người như vậy, nhưng lần này cô ta đã dẫm đạp lên lãnh trưởng lão và trở nên nổi tiếng trên đài thế giới rồi. Chẳng lẽ Cố Mang không nên xin lỗi lãnh trưởng lão sao? Tính làm sao đây? Nè, video giám sát của phòng họp. Khá đấy, trong trường hợp này mà vẫn còn nhớ lưu bằng chứng này. Ai bảo bọn họ chưa thấy quan tài chuyên rơi lệ làm chi? Sau đó chiều hướng trên mạng lại đảo ngược cho sự nghịch chuyển của chính Cố Mang, trực tiếp đập chết lãnh toàn. Lãnh toàn đã thực hiện việc xin lỗi trên các nền tảng xã hội và hội trưởng lão đã không cho phép bà ấy được can thiệp vào bất kỳ cuộc thi nào liên quan đến y học nữa. Cuối cùng Kinh Đại đã giành được vị trí quán quân trong cuộc thi với số điểm nghiền nát và giành chiến thắng lớn. Việc chúc mừng. Cảm ơn Cố Mang và tất cả các thí sinh đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian này. Kinh Đại mãi mãi đỉnh. Cố Mang, tối có rảnh ghé ông ngoại ăn cơm nha. Dạ. Ông ngoại chờ cháu, nhớ dẫn thằng Lục theo nữa. Thằng Lục là ai? Là bạn trai của cháu đó. Đây có phải là một sự sắp xếp để gặp phụ huynh không vậy? Tiểu thư, Lục thiếu mời vào. Ông ngoại, cháu chờ ông, lần nào đến thăm ông cháu có chút quà nhỏ muốn biếu ông ạ. Trà chất lượng hàng đầu chỉ dành cho hội viên, nó chỉ được cung cấp cho một số ít người ở đỉnh kim tự tháp ở nhiều quốc gia khác nhau, và giá cả thì cao một cách thái quá. Thằng nhóc này cũng rất biết chịu chi. Cố Mang, em trai cháu gần đây thế nào? Cố Tứ đã ở bên cháu, ông ngoại yên tâm sẽ không có việc gì đâu. Vậy thì tốt rồi, khi đó Cố Mang cũng mới 17 tuổi, lúc ấy chỉ nghĩ là đưa Cố Tứ vào Bò Cặp Đỏ là được. Không ngờ lại quen biết được cháu, lại còn vào được cả xích viêm. Ông ngoại, đồ ăn ngon lắm, ông ngoại ăn nhiều một chút đi. Nếu cứ còn nói nữa thì mình sẽ bị lộ hết. Cuối cùng tôi cũng hiểu với tính tình nóng nảy này của Cố Mang tại sao lúc đó lại cam chịu tiếp nhận tôi. Hóa ra cô bé này kìa được có mục đích cả. Còn nói cái gì mà tôi đã quyến rũ cô ấy lúc cô ấy chỉ mới 17 tuổi nữa chứ. Rốt cuộc là ai quyến rũ ai? Tính tình của Cố Mang không tốt, cháu quan dung nhiều hơn một chút. Tính tình cô ấy khá tốt, tóm lại là sẽ không có hại đâu à. Nó cũng phải, nó cũng đã chịu không ít thiệt thòi rồi. Ba mẹ nó thì gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi bỏ đi mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, ông ngoại yên tâm ạ. Có cơ hội người của hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Dạ. Rồi hôm nay rốt cuộc cũng có người uống rượu với ông xà này rồi. Nào cháu Lục, hôm nay chúng ta không say không về. Cháu Lục cứ ngồi ở đây cho tỉnh rượu ha. Cô Mang đi với ông đến thư phòng đi. Cháu đã sắp xếp út trọng cảnh tổng hợp thuốc nhưng chưa có kết quả. Sư phụ, chúng ta đã suy đoán ra cấu trúc phân tử hóa học của chất cuối cùng. Mời cô xem qua. Ông hoàn toàn không thể yên tâm được. Trước nay đều là lãnh tàn duy trì việc cung cấp thuốc cho cháu. Lần này cháu lại đắc tội với cô ta sau này. Chỉ sợ hội trưởng lão sẽ trực tiếp từ bỏ Cố Mang. Thằng Lục có biết không? Không biết, ông ngoại cũng đừng nói gì với ảnh. Cháu sợ là sẽ xảy ra chuyện. Nó thực sự không biết sao. Xảy ra chuyện gì sao ông? Mấy tháng qua, phần lớn địa bàn Chợ Đen đều bị Lục Thừa Châu chiếm đóng, gần như là dùng bạo lực để bành trướng. Thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát, nhanh chóng nếu không cũng sẽ không cho khiến các trưởng lão đau đầu mấy tháng nay. Ông nghĩ là nó vì cháu? Cũng có lẽ là ông đã suy nghĩ quá nhiều lúc trước, hóa chốc vì tiệm Cố Tướng mà đưa nhiều người đến xích tim gây chuyện. Nó không chừng Lục Thừa Châu muốn mượn cơ hội này để dạy dỗ cho hội trưởng lão một bài học. Mặc dù nó là bạn trai cháu nhưng có một số việc không thể không phòng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy say rượu. Uống nhiều lắm hả? Không nhiều, có hơi buồn ngủ, muốn dựa một lát. Không cầm điện thoại làm việc nữa hả?
Em làm như vậy cho anh, làm cho anh cảm thấy chính mình giống như là phi tần yêu tinh gây họa cho đất nước vậy. Lúc em xử lý chính sự thì quyến rũ em tắm chìm trong năm sắc. Wow, cảm giác khá là thỏa mãn. Cầu Lục, sự quyến rũ này của anh càng ngày còn không có điểm mấu chốt rồi đó nha. Cảm ơn bạn gái đã khen anh, hơi bị lố rồi. Chị Mai, người của chúng ta đang xảy ra giằng co với người của Lục Thừa Châu tại chợ đen của Cực Cánh Châu, phải giải quyết sau đây. Bảo người của chúng ta đừng động thủ, chỉ qua đó liền. Làm sao vậy? Bạn của em đang giao dịch ở chợ đen thì xảy ra giằng co với người của anh. Để anh đi qua đó với, để anh đi với em qua đó. Đừng nói nhiều lời, hôm nay tiểu gia sẽ không để cho người và vật đi dễ dàng về đâu. Nếu còn một hai muốn nhúng tay vào thì đừng trách tôi không nương tay. Ức Long, tổ chức sát thủ. Thì cứ thử coi, đừng để tôi phản kích lại và giết chết nha. Có tôi giết cậu và trực tiếp bước qua sát cậu này. Ngừng ngay. Đừng đánh nữa. Anh Thừa, chị Mang đã trở về rồi, hai vị này sao lại ở đây? Hả, mẹ nó còn gọi giúp đỡ đến nữa ha. Cái thứ còn biết xấu hổ. Ông đây ỷ đông ăn hiếp yếu đấy. Sao nào không gọi? Không phục thì gọi người đi. Người chờ đó cho ông, thằng em thứ năm của ông sẽ đến điện ngay thôi, sẽ xiết sạch các người. Người này là Ứng Long của tổ chức sát thủ đứng thứ ba. Thằng em thứ năm mà cậu ta nói đừng nói là, thằng em thứ năm này của ông là một người có thể khiến cho tất cả các người quỳ xuống gọi đoàn cha đấy. Rồi rồi rồi, gọi tới đi để coi đứa nào gọi đứa nào là cha. Sao vậy nhỉ? Tự nhiên cảm giác còn nhỏ kỳ hơn nguy hiểm. Mau cầm đồ rồi đi đi. Cô đừng có tưởng các người đông thì tôi sợ nha. Thằng em thứ năm của tôi. Xin chào, ngũ thần đèn. Mẹ kiếp, cô cát này, em trai thứ năm. Chị Giao là một trong những thần tế của năm thần của liên minh sát thủ sao? Chính là vị thần tế cuồng nhiệm vụ, muốn tiền không muốn mạng và chưa từng có chiến tích bất thất bại nào đây hả? Quả nhiên cô bé luôn có một thân phận mới khiến tôi phải sáng mắt. Chợ đen phân bộ xích viên. Mình vẫn chưa thể tưởng tượng được Ứng Long lại chính là người của bên chị Dâu, vậy mà mình còn gân cổ lên bảo để coi đứa nào gọi đứa nào là cha nữa chứ. Thật sự muốn một phát súng bắn chết tôi cho rồi vì đã nói những lời này. Rõ ràng lúc trước chỉ cần xích viên sẽ ra chút chuyện, em trai thứ năm sẽ là người đầu tiên xông vào lên bổ đao, và hai người này có chết xạ cũng không bao giờ chung hước. Ai mà ngờ bọn họ lại ở bên nhau đâu. Em trai năm à không, em gái năm à thì em bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 19. Quấy đã xa nhập liên minh sát thủ 3 năm trước, cái tuổi này thật là biến thái quá đi. Những gì trải qua tối nay thật là kỳ dị. Anh Ứng Long đã mạo phạm, không biết anh là bạn của chị Mai, xin lỗi. Lúc ấy thái độ của tôi cũng không có đúng lắm, anh cũng thứ lỗi cho tôi ha. Hiện tại đồ vật đã lấy ra an toàn rồi, chúng ta coi như xí xóa ha. Trễ rồi, không có chuyện gì nữa thì chúng tôi về khách sạn trước. Anh Thừa, chị Mai, em Năm tạm biệt. Có việc gì thì cứ gọi. Không ngờ em còn có thân phận khác muốn xấu anh. Ừ? Thần tế Lục Thừa Châu. Ừ? Anh sợ em đập em ngứa quá. Còn ngứa không? Bớt bớt rồi. Nãy giờ vẫn chưa tỉnh rượu, cho anh giữ chút nữa đi. Ờ. Làm sao đây ta, sớm như anh càng ngày càng thích em rồi. Sao tắm lâu vậy? Lục Thừa Châu, sao tự nhiên anh vào vậy? Ai bảo em bắt anh đợi lâu? Anh chịu không nổi. Là vị ngọt của kẹo que, vị dâu tây. Tối nay anh ấy bị làm sao vậy? Xem nó rất khác. Cố Mạng, em rốt cuộc là ai? Thần tế vô danh Lan Đình Bạch Giả. Rốt cuộc cái nào mới là con người thật của em? Em chỉ là Cố Mang. Cố Mang mà anh quen thuộc nhất. Được. Ôm chặt anh. Cố Mang, anh yêu em. Đứa quá, mệt mỏi quá. Tối hôm qua thật là quá đáng. Hôm nay không đi đâu cả, anh sẽ thay em đi xin nghỉ phép, ngủ đi. Không được.
Thật sự muốn đá kẻ làm lãng tối qua này xuống dưới giường quá. Được, vậy em ngủ thêm một lát đi, lát 8 giờ anh gọi. Ừ. Tối hôm qua các giáo sư và sinh viên của Đại học Công nghệ Đế quốc đã cùng ăn tối với trường chúng ta, ai cũng muốn làm quen với em, nhưng tiếc là em không có ở đó. Dạ, tối qua em có chút việc. Sao lại là xe của nhà họ Cố vậy? Cuộc thi y học năm nay sao kỳ vậy ta? Hết nhà họ Lãnh đến nhà họ Bạch, bây giờ ngay cả nhà họ Cố cũng đến nữa. Đúng vậy, trước đây làm gì có chuyện có thể được nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy. Chị, ông nội bảo em hỏi chị, khi nào thì chị về trang viên Cố ra? Thư phòng nhà họ Cố. Đã gặp Cố Mang chưa? Đã gặp. Cô không ngờ là con bé lại đồng ý gặp cậu. Tôi cử người đi mời con bé, nhưng con bé chẳng chút nể tình gì cả. Cháu đến khách sạn đón cô ấy, xíu chút nữa cô ấy ra tay với cháu, không muốn gặp cháu. Ta nghe nói gần đây nó luôn ở bên cạnh Lục Thừa Châu, cậu cứ vậy mà trơ mắt nhìn. Thân phận của nó đã không còn là bí mật ở cực cảnh châu nữa, và sau nó cũng sẽ không thể thoát khỏi thân phận là con gái lớn của nhà họ Cố. Cho nên có một số việc cậu không thể cứ vậy mà nhìn rồi cái gì cũng không làm. Lỡ như Cố Mang sau khi trở về kinh thành thì sao? Vậy thì cũng phải để cho nó về à? Liệu người của chúng ta có thể ngăn cản được cô ấy không? Ngăn không được thì phải có cách khác. Nếu đã tới cực cảnh châu mà lại muốn chạy đâu có dễ dàng như vậy. Nghe nói lục gia dạo gần đây không yên ổn. Ăn cơm chưa? Chưa, anh sao? Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, tối nay anh sẽ thưởng cho em một bữa ăn ngon. Đánh xong trận này chúng ta đi được không? Bà nội con mới vừa vào phòng cấp cứu, Út Trọng Cảnh cũng không có cách. Con hãy nhanh chóng cùng Cố Mang trở về kinh thành đi. Bà nội đang ở bệnh viện, sao không ổn rồi? Bên bà nội luôn có Út Trọng Cảnh chăm sóc, sao đột nhiên đã xảy ra chuyện? Thủ tục khởi hành diễn ra suôn sẻ như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Người của Cố gia, Cố Mang đã tới đón cậu trở về. Chỉ bằng các người cũng muốn giữ người của tôi ở lại nơi này sao? Cậu Lục, tôi biết hiện tại cậu có chút thực lực ở được cực cánh châu, nhưng đối đầu với hội trưởng lão và nhà họ Cố, cơ hội chiến đấu của cậu là bao nhiêu? Huống chi các người đã làm xong thủ tục khởi hành, nếu có chuyện gì sẹt ngoảy muốn xảy ra thì cũng không liên quan gì đến cực cánh châu. Cậu Lục, các cậu có thể đi nhưng Cố Mang thì không. Được, vậy hãy xem là tôi đi trước hay là các người chết trước. Cố Mang, chỉ bằng hai người các người thôi sao? Người của chúng tôi bên này vẫn còn chưa đến đủ đâu. Cố lại còn những người khác, tôi đảm bảo họ sẽ trở về kinh thành được an toàn. Ngoài ra lãnh toàn sắp đến rồi, đến nhà họ Lục xem bệnh cho bà Lục vô điều kiện. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì không ai được đi ra tay. Cố Mang, đừng giãy giụa nữa, trở về thôi nào. Nào, cùng tôi trở về đi. Ngày mai tôi sẽ cử người đi Minh Đảo Châu, cậu Lục nhớ đưa Cố Tứ đến. Anh tưởng tôi đến cái nơi tội tàn này mà không có chút chuẩn bị nào sao? Ý anh là sao? Đám này không muốn sống nữa hay sao mà tới đây? Chuyện nội bộ của cực cảnh châu, liên minh sát thủ cũng muốn đến phá đó sao? Sao lại là cậu ta? Lão đại của Xích Viêm đích thân đặt đơn hàng này không thể không nhận. Tốc độ rất nhanh, cảm ơn nha. Yên tâm, nơi này cứ giao cho chúng tôi, mọi người cứ đi. Ngăn bọn họ lại. Để tôi coi kẻ nào muốn liều mạng với liên minh sát thủ của chúng ta đây. Liều mạng với cái đám liều chết này hoàn toàn không có phần thắng nào cả. Phải công nhận giá mà cậu Lục đưa ra cho cái mối này khá hấp dẫn. Liên minh sát thủ, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này.
Nghe nói là cô đại tiểu thư này của nhà các ông, cho dù con có tôi, các ông cũng phải nhường cô ấy đi phải không? Mà phụ nữ mà nổi điên lên thì rất đáng sợ. Chưa kể Lục Thừa Châu của cô phải dạng dễ chọc. Không ngờ họ lại thuê người của liên minh sát thủ đến. Cuối cùng lại phải để cho đám Lục Thừa Châu đi. Đám thuộc Thừa Châu đâu? Đã đi rồi. Còn cô muốn đến kinh thành hay không thì tùy cô. Đông người như vậy mà cũng có thể để bọn họ đi được sao? Người đâu? Chuẩn bị chuyên cơ đến kinh thành. Em để giải quyết xong rồi, phía dưới còn có một đám anh em phải kiếm sống nữa. Đừng trách anh trai có sao không giảm giá. Anh đưa ra mức giá như thế nào vậy? Là một lô hàng và hai địa bàn ở Minh Đảo Châu. Dù gì thì cực cánh châu cũng không vì đắc tội. Anh đây cũng là đang mạo hiểm rồi. Rất là biết chịu chi. Hai địa bàn tương đương với việc nhường ít nhất 20% địa bàn của City ở Minh Đảo Châu. Em có thể ôm anh một cái như một phần thưởng không? Tắt ngay cái cảnh này cho tôi. Phòng cấp cứu. Ba, bà nội thế nào rồi? Rốt cuộc thì khi nào tốt, cố mạng tới, hối thúc nhanh lên đi. Sư, cố mạng, cô tới đúng lúc lắm. Vào trong nhanh đi. Tại sao bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu vậy? Trước khi rời đi con đã hỏi Út Trọng Cảnh, ông nói chỉ cần điều trị một thời gian ngắn là sẽ ổn mà, chưa điều tra ra nguyên nhân thì chỉ có thể cứu trước. Với y thuật ở tầm quốc tế của Út Trọng Cảnh, ông ấy hầu như chưa bao giờ phán đoán sai lầm. Cậu đi kiểm tra xem trong phòng của bà nội có gì bất thường không? Vâng. Khi nào cô Lãnh đến vậy? Ai nói với ông tôi đến cực cánh châu này để tìm Lãnh Toàn vậy? Nói vậy là con đặc biệt đưa cố mang đi thi đấu thật sao? Hôm qua bà nội có tỉnh dậy một lần và có gọi tên của con đấy. Đúng là không làm cho bà thất vọng. Lúc nào rồi mà con có thể nhàn nhã như thế? Bây giờ còn rước cố mang về đây làm gì nữa? Lần đó bà nói sức khỏe của bà nội sẽ ổn trong qua đến 5 năm mà. Giờ mới có 1 năm đã như vậy rồi. Rõ ràng Lãnh Toàn có ý với bà anh. Với anh bà, nếu mời người ta đến đây thì bây giờ đâu có phải mất thời gian như vậy. Muốn mời Lãnh Toàn thì như vậy thì tự mình đi mời đi. Muốn tôi đưa các người đến cực cánh châu không? Có phải còn đang mong muốn bà nội xảy ra chuyện để được danh chính ngôn thuận từ cái nhà họ Lục? Có lúc nào tôi không phải danh chính ngôn thuận chưa? Anh cả, anh cứ vậy mà làm trơ mắt nhìn nó làm bậy hả? Giữa Lãnh Toàn và cố mang cái nào khôn cũng đều biết anh mới có thể cứu được mẹ. Anh trai bình tĩnh đi nào, em tin vào y thuật của cố mang. Cứ chờ kết quả đi. Không phát hiện có dấu vết gì trong phòng bệnh cả. Y tá chăm sóc cho bà cụ là người của bò cạp đỏ chúng ta nên có thể tin được. Hàng ngày bà nội đều uống thuốc của cố mang. Mối quan hệ giữa Út Trọng Cảnh và cố mang có vẻ cũng rất tốt. Nếu thực sự muốn điều tra thì người phụ nữ mà con coi trọng kia chính là mối nghi ngờ lớn nhất. Chú Hai nói đúng đó anh ba, có phải cũng nên điều tra cố mang luôn không? Nơi này là khoa não của bệnh viện đăng ký rất tiện, nó nằm trên lầu 1 thôi. Cô Lãnh, tất cả những ai không liên quan mời đi ra ngoài. Úc lão, đội chữa bệnh của cực cánh châu đã đến tiếp nhận ca bệnh, vất vả cho các ông rồi. Chỉ sợ không còn kịp. Mẹ! Bà nội! Mẹ! Mẹ! Bà nội! Cố mẹ! Bà nội, em xin lỗi. Xin lỗi cái gì, em đâu phải là thần. Nghe anh nói, em đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện này không liên quan gì đến em. Sinh lão bệnh tử không ai có cách khác nào khác cả. Đau đầu quá, em muốn về ngủ. Đứng lên đi, để anh bảo Lục Nhất đưa em về. Ừ. Thư phòng của Cố Trạch. Cố mang tiếp xúc với bà cụ ấy mà không làm gì được à? Chắc là không. Quả nhiên ở bên ngoài thì tiếng tâm đừng lấy, thi đấu thì kỷ lục nào cũng phá, nhưng y thuật thì vẫn còn kém xa Lãnh Toàn lắm. Ở bên ngoài làm gì sao được với cực cánh châu? Phải, lần này Lãnh Toàn làm theo mật lệnh của hội trưởng lão nhất định sẽ làm được. Lần này tôi nhất định sẽ bắt cố mang trở về cho bằng được. Đây là giấy chứng tử của bà cụ, xin hãy nén đau thương. Khoan đã, cô Lãnh, cô muốn làm gì vậy? Sắc mặt của cụ bà có hơi không đúng lắm. Tại sao trên người của bà lại có độc tố kiểu mới từ cực cánh châu vậy? Ý cụ Lãnh là sao? Ý tôi nói chính là sắc mặt và môi của cụ bà thâm tím là dấu hiệu của ngộ độc. Nguyên nhân tử vong là do một loại độc tố kiểu mới. Cái gì? Kẻ nào có khả năng đầu độc một bà xã dưới con mắt của nhiều người như vậy?
Đúng vậy, bệnh viện này đều là người của chúng ta, trông coi cả ngày lẫn đêm, tôi không tin có thể có kẻ hạ độc dưới mắt chúng ta như vậy. Trừ phi là bác sĩ của bệnh viện. Viện trưởng, bất kể người nào của nhà họ Lục chúng tôi cũng đều không dám đắc tội. Nếu lỡ mà xảy ra chuyện chúng tôi hoàn toàn không gánh nổi trách nhiệm. Các người đừng há miệng nói vậy, bệnh viện chúng tôi làm sao có thể tiếp cận được với độc tố kiểu mới từ cực cảnh châu được chứ? Tôi tin ông sẽ không làm vậy. Cô Lãnh, nếu là độc tố kiểu mới từ cực cảnh châu mà lại đang xuất hiện ở đây, có phải cô nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Loại độc tố này chưa từng được công bố ra ngoài, chỉ có người ở cực cảnh châu mới có thể lấy được. Tôi sẽ lập tức yêu cầu người của viện nghiên cứu điều tra. Nhưng mà cậu Lục, cô cả đâu? Cô Lãnh hỏi ai? Cố Mang, cô cả nhà họ Cố của cực cảnh châu chúng tôi. Cực cảnh châu, nói như vậy nghĩa là Cố Mang có thể lấy được độc tố kiểu mới này hả? Ông nói vậy là sao? Bà ơi, tôi nói không đúng hả? Bà của nhà tôi ngày nào cũng uống thuốc của Cố Mang, lần này cũng chính nó vào cấp cứu cho bà ấy. Tính đánh hạ độc là cô tiện hơn bất cứ ai. Cậu Lục, cô Cố đi rồi. Đi rồi. Xe đợi ở bệnh viện không lâu, cô Cố yêu cầu tôi dừng xe, sau đó bắt một chiếc taxi nhưng cô không cho tôi đi theo. Xem ra người hạ độc chính là Cố Mang cho nên mới phải bỏ chạy như vậy. Chuyện này con lâu mà sẽ đi giải quyết đi nha, nếu con không ra tay thì vậy thì bọn chú lại ra tay vậy. Rõ ràng lúc đó cô ấy đã có chuyện gì đó không ổn. Vừa nãy bà nội có khôi phục ý thức hay không? Bà nội đã nói gì với Cố Mang? Ý thức của bà cụ có khôi phục, nhưng thời gian rất ngắn. Bà ấy nắm lấy tay cô Cố và chỉ nói có mấy chữ. Chúng tôi không có nghe rõ nên không biết bà ấy đã nói cái gì. Chuyện này xảy ra hôm nay có mờ ám bên trong. Chứ nếu không làm sao lãnh tàng để có thể cung kính gọi sư phụ là cô cả được. Nếu nhà họ Lục ra tay, sư phụ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ có thể quay trở về cực cánh châu. Dặn dò xuống dưới, nghiêm túc kiểm tra các điểm ra vào, cho dù có lực tung kinh thành cũng phải tìm cho ra Cố Mang. Rõ. Vị nghiên cứu máu. Cố Mang. Sư phụ, xảy ra chuyện gì mà trông con đáng thương quá, sao lại còn hút thuốc nữa, không phải đã nói với con hút thuốc rất có hại cho sức khỏe rồi sao? Ăn kẹo đi. Chuyện gì vậy, có phải Lục thừa cho đang hiếp con, bị ấm ức thì cứ nói với sư phụ sẽ xử nó cho con. Sư phụ, có phải Lục thừa cho đang cùng người nghiên cứu máu của con không? Ngài Tống, đây là dữ liệu nghiên cứu mới nhất, xin hãy xem qua. Các chuyên gia của viện máu bên này mới thành lập, còn về phía Cố Mang, xin ngài tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện viện máu với cô ấy. Nhưng mà anh ấy chưa từng bảo con lấy máu. Sư phụ, rốt cuộc thì hai người đang nghiên cứu máu của ai vậy? Mẫu máu được dám đám người Lục nhất trực tiếp đưa tới, ta cũng không biết là của ai. Cả Cố Mang và Cố Túi đều có vấn đề về thể chất và cùng dùng thuốc để duy trì, nhưng mẫu máu đang tiến hành nghiên cứu lại không phải là của hai đứa nó. Điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ Lục Thừa Châu đang dùng máu của chính mình, sức khỏe của anh ấy? Sư phụ, người đừng nói với bất cứ ai là con đã đến nơi này. Được, cũng đừng nói với Lục Thừa Châu là con tới đây tìm người. Chị đã xóa hết mấy cái camera theo dõi rồi, có muốn chị đến kinh thành tìm em không? Không cần đâu, nói tiếp đi. Em gái Cố, chị thật không ngờ cô cả nhà họ Cố ở cửa cảnh châu, trong nhà vẫn còn có ngai vàng hoàng đế để thừa kế nữa. Cô cả nhà họ Cố nó gặp cái móc xì, và đây là Cố Mang. Phía Lục Thừa Châu nói thế nào? Có một số việc trước mắt đã biết rõ nên tạm thời không gặp anh ấy. Cháu Cố, hãy đến viện máu, cháu sẽ biết rất nhiều bí mật. Rốt cuộc mấy năm nay Lục Thừa Châu đã làm cái gì?